Hà Nội ngày 3 tháng 3, Công an huyện Sóc Sơn triệu tập một số người để làm rõ hành vi đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ. Công an huyện phối hợp với Phòng Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội Công an Hà Nội điều tra nguồn gốc số pháo, ai là người tổ chức đốt. Hình ảnh đốt pháo được quay lại, ảnh cắt từ video. Trước đó ngày 1 tháng 3, một người đàn ông cầm cuộn pháo dài khoảng 10 mét chăng thành hàng dài trên vỉa hè trước một đám cưới ở xã Phù Lỗ. Bên trong rạp cưới, gia chủ treo pháo chọc hai bên lối đi vào sân khấu. Khi châm lửa, tiếng pháo nổ liên thanh kèm khói trắng bốc lên cuồn cuộn, xác pháo đỏ rải đầy đường. Toàn bộ sự việc được quay video, đăng lên mạng xã hội. Nhận tin báo, Công an xã Phù Lỗ phối hợp cùng Công an huyện Sóc Sơn đã tới lập biên bản và điều tra sự việc. Lệnh cấm sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo, thuốc pháo nổ trong phạm vi cả nước, trừ pháo hoa và thuốc làm pháo hoa được ban hành từ năm 1994, trước tình trạng đốt pháo tràn lan làm nhiều người chết và bị thương. Các tổ chức, cá nhân vi phạm ngoài việc tịch thu tang vật, tiêu hủy còn bị phạt tiền. Điều 10 Nghị định 167/2013 quy định, phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng đối với hành vi tàng trữ, sử dụng các loại pháo mà không được phép. Let's Blow Up, Oi.